Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thảo Lương Cuộc Sống Ở Pháp. Thì bây giờ trên tay Thảo đang cầm là chiếc iPhone 13 nha. Đây nè. Hôm nay Thảo sẽ đập hộp cái này. Rồi ok, bây giờ Thảo sẽ đập hộp luôn nha. Rồi mọi người ơi, thì đây là cái iPhone 13 Thảo vừa mới đập hộp xong luôn. Rất là đẹp luôn nha. Đây. Xoay tới xoay lui luôn. Đây là cái iPhone 13 Pro ha. Quá chừng đẹp. Rồi thì video của Thảo cũng sẽ kết thúc ở đây luôn nha. Thảo cảm ơn mọi người đã xem. Thảo chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau ha. Bye bye.